Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại kênh Hoàng Dũng 091. Trên màn hình mọi người đang xem đó là cái mẫu chữ 3D được mình tạo ra từ cái app Pixelart nha mọi người. Nhưng mà quan trọng ở bài viết này là mình chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng cái nền chiến hữu là cái cách pha màu trên Pixelart nha mọi người. Nhưng mà ta pha màu không phải là pha màu thông thường như lúc trước mình pha màu nữa, có nghĩa là kéo qua, nhưng mà ở đây ta pha màu bằng tần số nha mọi người. Đó, quan trọng cái bài viết này là mình chia sẻ đến với mọi người là cái cách pha màu trên Pixelart bằng tần số nha mọi người. Đó, chẳng hạn như ta phải nhớ những cái tần số nó, thì những cái bài viết pha màu trên tần số này á, thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi nha. Thì bây giờ ở đây mình làm lại, chẳng hạn như ví dụ như mình viết 1, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ là màu gì, 5, 7, 6, 8, 9 nó sẽ là màu gì, và B, H, R, F gì nó sẽ là màu gì. Thì những cái thông số đó thì nói chung mọi người nếu có quên thì xem lại những cái bài viết trước của mình nha. Nhưng mà ở đây mình chia sẻ cái bài viết này là bằng cách lặp lại cho mọi người thay đổi màu trên Pixelart bằng tần số nha mọi người. Thay đổi màu bằng tần số chứ không phải ta kéo mà ta tự chọn nữa nha. Đó, ta thích chọn màu nào là ta chỉ cần click vào và ta chọn tần số là cái màu đó nó sẽ ra nha mọi người. Và ok, thì bây giờ hãy xin mời tất cả mọi người hãy cùng nhau cầm chiếc điện thoại lên và chia sẻ nha. Ok. Và ok, bây giờ thì cái giao diện làm việc quá quen thuộc với mọi người trên Pixelart rồi đúng chưa? Ta cuộn lên. Ta chọn cho nó màu trắng nha mọi người. Ta chọn cho nó màu trắng. Ok. Rồi sau khi chọn màu trắng xong, phải không? Thì bây giờ mọi người click vào đây. Rồi. Ta tìm đến cái dòng size này đây, ta cho này nó lớn ra luôn nha. Ok. Rồi sau khi có được cái giao diện nền màu trắng rồi thì ta click vào đây ta viết chữ thôi. Thì ở đây là bất kỳ mọi người muốn viết dòng chữ gì là mọi người viết nha, không? Thì ở đây nó, mọi người thấy chưa, cái lúc trước mình làm ở cái giao diện kia, mình làm ở giao diện là cái nền kia là mình viết chữ là nó sẽ ra màu trắng, bây giờ mình viết chữ là nó sẽ ra màu đen, không? Đó, khỏi cần nữa, không? Cái lúc nha mọi người nhớ, cái lúc trước mình làm ở giao diện kia thì mình viết chữ là nó sẽ ra màu trắng, còn bây giờ mình viết chữ là nó sẽ ra màu đen luôn nha mọi người. Thì cái dòng chữ này mọi người muốn thay đổi bằng cái tên gì cũng được, ví dụ ở đây mình thay đổi, không, bây giờ mình thay đổi chữ đi thì ta cũng vào đây rồi ta thay đổi chữ, bây giờ mình viết chữ đây là trái táo nha mọi người. Rồi ok, sau khi viết xong, không, ta cũng đồng ý cho nó luôn đó. Ok, thì ta đổi đó, ta đổi chữ ta đây. Thì bây giờ ví dụ như ta muốn thay đổi phông chữ thì nó đơn giản rồi nha, thay đổi phông chữ thì ta chỉ vào đây đó, rồi bây giờ bằng bất cứ phông chữ nào mọi người muốn chọn đó ta chọn thôi, thấy không? Rồi ok, bây giờ ta đã có phông chữ đã chọn rồi. Ok, thì bây giờ ta vào đây ta chọn màu nữa nha, ta vào cái viết ở đây đó, vào cái viết đây. Thì bây giờ mọi người thấy trên đây là 444444, không, ta thay đổi màu bằng cái đó, tần số thì ta thay đổi màu nó. Thì ở đây ví dụ như chẳng hạn như mọi người rồi, 388800, lấy ví dụ ha. Đó, rồi là thì cái tần số thông cái tần số mà thay đổi màu này thì mình đã nói rồi nha, mình đã chia sẻ mấy cái bài viết trước rồi nha. Đó, thì là vào nè. Tiếp nè. Tiếp nè. Hoàn tất nè, thấy không? Thì bây giờ ta click vào đây thì mọi người thấy nó đổi thành một cái màu xanh chưa? Đó, đổi thành màu xanh, ta ok nó. Thấy không? Rồi, ok nó nè. Thì bây giờ bảng màu ta đã đổi màu theo màu xanh, thấy ok chưa? Đó. Rồi, thấy không? Nhưng mà cái màu xanh này á, cái màu xanh này nó chưa toàn màu xanh của chữ ta, nó chỉ nằm ở dưới thôi, thấy không? Tiếp đến ví dụ ta lại vào đây tiếp nè. Đó. Thì chủ yếu là mình làm để cho đó, mọi người thấy nó đổi màu xanh chưa? Đó, chủ yếu mình làm tiếp để cho mọi người nắm bắt được cái thông số thay đổi màu đó nha, ta lại vào đây. Rồi ví dụ như ta bỏ đi với cái này, thấy không? Ta thay nó bằng ví dụ như 8 nè. 8 nha. A F F ha. 00 đi. Đó, tiếp nè. Tiếp nè. Tiếp nè. Hoàn tất nè, ha. Đó thì giờ mọi người thấy lên nó lên một cái màu xanh đậm lại, ha. Thấy không? Ok nó. Rồi ta đồng ý cho nó luôn, phải không? Đó, bây giờ mọi người thấy cái chữ của ta đã đổi sang màu xanh, ok chưa? Ta cho nó nhờ còn chỉnh lại một tí xíu nha. Tiếp đến ta cuộn lên, đó, cuộn lên. Đây, ta vào đây nha, bật nó lên. Đó, thì bây giờ mọi người này, đây vào đây ta đổi nè, ta kéo này lên một tí xíu nha. Đó, thì nó sẽ màu đen, đúng không? Đó, nó sẽ màu đen. Ta đổi màu nó một lần nữa nha.
Đó, thì bây giờ cái viền của ta mọi người thấy màu đen chưa? Đó, ok, ta vào đây. Rồi, ta lại vào đây. Thấy không? Và vào cái viết nè. Đó, bây giờ cái này á, là 44444 đúng không? Bây giờ ta chỉnh sửa cho nó lại nè. 4, 3 nha. 8, 8, 0, 0. Nha, ok. Tiếp, hoàn tất. Đó. Ok, bây giờ mọi người thấy một màu xanh đen ha. Đang thấy một màu xanh đen chưa? Rồi ok nó luôn nha. Ok. Rồi tiếp đến ha. Đó, ta kéo cái thanh này ra. Thì cái giờ cái chữ của ta mọi người thấy không? Cái miền xanh đậm đen ha. Ta lại cuộn lên. Ta tìm đến cái tính năng 3D đây. Bật nó lên. Bật nó lên nha. Đó. Rồi bây giờ ta canh chỉnh trong 3D một tí xíu ha. Đó, mọi người canh chỉnh theo cái thông số như mình canh đây nha. Kéo này nó về đó, tắt cái này đi nha. Đó, tắt cái này để chi, để ta canh chỉnh cái đó. Bây giờ cái ngọn đèn này nó đưa lên đưa xuống nè nha. Đó, về cái chế độ đó thì nó đưa lên đưa xuống, ta kéo cái này xuống, kéo ngọn đèn cho cái này nó quật xuống đó. Rồi ta kéo này về hết đi, về hết cũng được không sao. Rồi ta canh chỉnh này lại một tí xíu nữa, đẹp hay không á là do mình canh chỉnh cái này nha. Đó. Rồi bây giờ ta có được một cái chữ như vậy ha. Đó, ok chưa? Kéo này về đi cho nó ra à. Cỡ này rồi, cỡ này cũng vừa đi. Và rồi tiếp đến ta tìm đến tính năng copy nè. Ta copy thì được một cái nữa chữ nữa nè. Đó, ta lại vào đây bật nó lên. Đó, ta được một cái dòng chữ như vậy nữa nha. Bây giờ ta sắp nó vô đó, sắp nó sát như vậy nha. Đó. Rồi tiếp đến ta lại vào đây, ta cho nó một cái màu xanh tràn ra cái chữ của ta luôn nha. Đó, màu xanh thì tràn cái chữ của ta ra. Ta kéo này về một tí xíu. Đó, kéo về cho nó nét một tí xíu. Ok nó. Rồi tiếp đến ta lại vào đây, mở nó lên. Bây giờ ta cuộn qua nè. Rồi ta cuộn qua, ta chọn cho nó một cái màu trắng đi nha. Đó, chọn cho màu trắng. Rồi ok nó. Ta canh cái màu này lại một tí xíu thôi. Rồi tiếp đến ta lại copy. À, copy thì ta được một chữ nữa nha. Đó, ta chồng nó lên tiếp nè. À, đó, ta chồng lên, ta chồng xen kẽ vậy nè. Đó, chồng lên nha. Đó, ta chồng nó lên vậy nó mới đẹp nha. Rồi ok đó. Rồi ta lại vào đây ha, chọn cho nó một cái màu trắng. Rồi tiếp đến à, ta sắp nó nè. Rồi ta lại vào 3D, bọc 3D lên. À, ta canh cái lớp màu trắng này nha. Canh cái lớp màu trắng này cho nó ok nha. Rồi tiếp đến ta copy. À, ta được một dòng nữa, ta vào 3D tắt nó đi nha. Ok, ta lại vào đây tắt nó đi luôn. Rồi tiếp đến ta lại vào bộ sưu tập này nha. Rồi mở bộ sưu tập ra có gì chơi nấy nha. Ở đây mình có một cái chiếc lá ha. Đó, cái chiếc lá như vậy nha, ta lít vào ta đưa nó xuống luôn nha, lít vào. Rồi ok, và ta đưa nó xuống luôn. Rồi ta kéo qua ha, ta kéo qua cho nó nhỏ lại một tí xíu. Rồi ta đặt nó vào đây nha. Đó, đặt ngay trên chỗ này cho nó mới đẹp nha. Đó, chỉnh nó lại một tí xíu. Và rồi ok, sau khi con chỉnh xong thì ta được cái dòng chữ 3D như vậy. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đó, là cái dòng chữ 3D của ta như vậy mọi người. Đó, rồi ok, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Thì trong cái video này mình cũng chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu cái mẫu chữ 3D, nhưng quan trọng nhất là cái việc đổi màu. À, đổi màu bằng thông số nha mọi người. Đó, đổi cách đổi màu bằng thông số trên PixelArt nha mọi người. Rồi ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha mọi người.